À, đây là cái các mức độ lưu trữ dữ liệu mà chúng ta hay gặp. Thứ nhất là cái lưu trữ dạng file này. Dạng file thì hiện nay nó có hai cái giao thức là NFS này là CSS à, để truy cập cơ sở liệu. Lưu trữ dạng log thì cũng có các tiêu chuẩn NFS hay CSS cũng có thể lưu trữ được, cũng có thể truy cập được. Còn cái dạng object á, thì sau này dạng object là dạng đối tượng được tổ chức trên dạng web, cho nên là sau này chúng ta có thể truy cập thông qua giao diện web. Còn lưu trữ hình thức cái kiểu là dataset á, là cơ sở dữ liệu á, thì chúng ta có thể nó là dạng luôn cơ sở liệu, thì có dạng hiện nay hai dạng cơ sở liệu phổ biến là có cấu trúc và không có cấu trúc, tức là SQL hoặc là NoSQL, hai dạng hình thức lưu trữ này. À, thì cái này ta làm web hiện nay ta cũng là cũng quen với hai kiểu lưu trữ này, SQL hoặc là NoSQL. Thì nó có cái ưu điểm và đặc điểm của đó. Từ từ chúng ta cũng lại nói một chút về nó nữa. Thì giao diện lưu trữ mạng thì bao gồm các cái thiết bị tuân theo các chuẩn công nghiệp SCSI này, cho lưu trữ khối là log ấy, và Samba, cái giao thức là server message log. Đây hai cái kỹ thuật lưu trữ, hai cái giao thức mà có thể truy cập ở hình thức lưu trữ khối này. Còn CEFS, System NFS là cho lưu trữ thông tin, là hai cái giao thức có thể truy cập dữ liệu kiểu truy cập vào cho kiểu dữ liệu kiểu thông tin. Để cung cấp một số cái giao thức hay là giao thức để cho chúng ta truy cập. Còn đối với kiểu lưu trữ thông tin á, là file storage set nè. Kiểu lưu trữ thông tin á, thì đòi hỏi phải cái thông tin thì chúng ta ví dụ như trong máy tính ta có lưu thông tin trong thư mục, thì ta tổ chức dạng thông tin trong thư mục á, thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta tìm kiếm. Đòi hỏi phải lưu dữ liệu trong những cái tập tin riêng mà chúng có cái kích thước khác nhau. Với lại ta thấy giống như Windows lưu trữ những cái tập tin tổ chức trong các folder, và các tập tin này có cái kích thước khác nhau, định dạng và được tổ chức trong các hệ thống thư mục, giống như máy tính chúng ta thôi. Đó là các tập tin được lưu trong các thư mục. Hiệu năng tìm kiếm và trích xuất dữ liệu được tối ưu, mức độ xử lý lưu trữ và các ngưỡng cho việc cấp phát tập tin thường được quyết định bởi chính bản thân của hệ thống tin. Cái hệ hệ điều hành đó, nó sẽ cho các bạn có thể tạo cái tập tin có kích thước tối đa là bao nhiêu. Tùy. Còn cái đó là cái hệ thống lưu trữ được tập tin. Còn hệ thống mà lưu trữ khối á, log store set nè, log store set nè. Đòi hỏi dữ liệu phải được đặt trong những cái khối dữ liệu log data, tức là một cái log trong đĩa này nó có kích thước cố định bao nhiêu. Và cái này nó sẽ cấp cho các bạn log. Và các bạn sẽ ghi dữ liệu trên cái log đó. Đây là những cái đơn vị dữ liệu nhỏ nhất mà chúng có thể lưu trữ dữ liệu và chi sức đến dạng gần với phần cứng, hầu như là nó cấp theo cái địa chỉ lắp ở trên cái bề mặt đĩa luôn. Hiệu năng và mức lưu trữ hiệu năng của mức lưu trữ khối là tốt hơn, tức là nó đọc nhanh hơn, nó sát với bề mặt đĩa, sát với phần cứng và vật lý của đĩa, cho nên là hiệu năng truy cập nó sẽ tốt hơn, nhanh hơn. Còn mà lưu trữ giao diện kiểu đối tượng á, kiểu đối tượng á, thì một vài kiểu dữ liệu có thể được tham khảo và lưu trữ như các tài nguyên trên web. Và anh này thì thường cho phép chúng ta lưu trữ dạng như file âm thanh video rồi đó, hình ảnh rồi đó, thì nó thích hợp cho kiểu lưu trữ kiểu đối tượng. Kiểu dữ liệu này á, dựa trên công nghệ mà chúng hỗ trợ một khoảng rộng và các kiểu lưu trữ dữ liệu đa phương tiện, thì thích hợp cho anh dạng lưu trữ object này. Các cơ chế thiết bị lưu trữ đám mây á, cài đặt cái giao diện lưu trữ đối tượng có thể truy cập thông qua cái giao thức REST hoặc các cái công nghệ web service, và chủ yếu là truyền tải bằng cái giao thức là HTTP. Thì sau này mỗi cái object á, ở trên mạng á, nó sẽ khai báo bằng một cái định danh, nó khai báo bằng siêu thông tin hay là metadata và cái ID để tìm kiếm. Sau này các bạn muốn biết bạn dữ liệu truy cập dữ liệu của bạn trên môi trường mạng, thì các bạn phải biết được cái ID của đó. Sau đó các bạn sẽ có cái giao diện web có theo cái dạng là địa chỉ web có ID và cái truy cập gặp đó. Thì đó là ba đó là các cái kiểu lưu trữ mà hiện nay các cloud đang cung cấp, và hầu như hiện nay thì anh trên cái cloud nào cũng có hỗ trợ lưu trữ kiểu object. Và các bạn có thể vào cái cloud Amazon, các bạn coi tìm kiếm cái dịch vụ cung cấp các lưu trữ kiểu object nó tên gì, ví dụ như nãy EC2 thì nó là cung cấp là dịch vụ gì trên Amazon Web Service. Còn cái dịch vụ mà cung cấp dạng lưu trữ kiểu object trên Amazon nó có cái tên là gì. Amazon cung cấp rất nhiều dịch vụ, cung cấp rất nhiều dịch vụ luôn. Và chúng ta phải có thể muốn hiểu rõ hơn về bốn cái loại dịch vụ này, thì chúng ta có thể đọc thêm cái bài ha, đọc thêm cái bài tôi để này. Chúng ta nói thêm phần này đi. Giao diện lưu trữ kiểu cơ sở liệu, nãy tôi nói là log file và to object luôn, thì giờ lưu trữ kiểu cơ sở liệu thì nó có cái gì đặc biệt. Và cái này là chúng ta cũng làm quen với các kiểu lưu trữ cơ sở liệu rồi,
À, chúng ta làm web làm với MySQL rồi MongoDB rồi đó chị, cái từ gai khá là hot, tức là dạng chuẩn NoSQL. À, như vậy thì các cơ chế lưu trữ trên đám mây dựa trên giao diện lưu trữ cơ sở dữ liệu, tức là Database Storage Interface, thông thường hỗ trợ thêm các ngôn ngữ lưu trữ chi vấn bên cạnh các dịch vụ lưu trữ. Việc quản lý lưu trữ được thực hiện thông qua các API chuẩn như giao diện quản trị. Và hiện nay dữ liệu được chia thành hai nhóm, lưu trữ dạng cơ sở liệu được chia thành hai nhóm, đó là có cấu trúc quan hệ, lưu trữ dữ liệu dạng quan hệ và lưu trữ dữ liệu dạng không quan hệ. Có quan hệ thì chúng ta đã biết rồi, cái là các bản phải có cái quan hệ có chính có ngoại, cha con, thường gọi là bản cha bản con á, và một trong những ngôn ngữ phổ biến là MySQL á. MySQL là cái database mà chúng ta vừa cài để làm cái bài EAS chúng ta hôm trước tạo bản. Nhưng hôm trước chúng ta không có nhiều bản, có một bản một nên không có quan hệ. Nếu có nhiều bản thì phân tích cơ sở dữ liệu phải có quan hệ, có chính có ngoại, cha con. Còn hiện nay nó đang hot một cái dạng ngôn ngữ cũng không mới nữa, đó là dạng cơ sở liệu quan hệ mà dạng này cũng không mới, cũng ra đời lâu rồi, đó là lưu trữ dữ liệu dạng không có quan hệ, non-relationship store. Các đám mây thì hỗ trợ hầu hết các dạng hai dạng lưu trữ này. Hãy cung cấp cơ sở liệu dạng hai dạng lưu trữ này luôn. Kiểu lưu trữ dữ liệu truyền thống á, tức là cơ sở liệu dạng quan hệ đó, dựa trên cơ sở liệu quan hệ và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, tức là RL relationship database đấy. Cơ sở dữ liệu dạng quan hệ thì dựa trên các việc bạn phải có cái tạo các bảng, các dòng, các table, và giữa các table nó có các quan hệ và nó sẽ bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu, tránh dư thừa. Còn có quan hệ các bạn select from where đó thì phải đảm bảo nó có quan hệ tính toàn vẹn dữ liệu. Và cái ngôn ngữ này thì nó có cái ưu điểm là gì? Cài đặt dựa trên cái hệ thống thương mại. Cái cơ sở liệu có quan hệ thì nó có cái đặc điểm đó là gặp vấn đề về co giãn và hiệu năng. Khi mà các bảng lớn và có số lượng quan hệ lớn thì cái câu select chúng ta sẽ chậm. Việc co giãn là theo các bảng mà có cái số chiều nhiều, nghĩa là số cột nhiều thì nó sẽ giảm về hiệu năng. Nếu là cơ sở liệu quan hệ nữa có cái khuyết điểm như thế, là hỗ trợ co giãn theo chiều đứng thì tốt, nhưng mà theo chiều ngang thì không tốt, tức là theo cái nếu mà có nhiều thuộc tính, một cái bảng có nhiều thuộc tính thì cơ sở dữ liệu quan hệ nó sẽ không 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 mạnh, không mạnh. Với nhiều quan hệ phức tạp dung lượng lớn sẽ chậm chạp khi mà select hoặc là truy cập từ xa. Cho nên đó là quan hệ thì nó có cái, nó đảm bảo quan hệ tính toàn vẹn và chúng ta thấy nó trực quan rõ ràng khi chúng ta select không quen. Nhưng mà nó lại không đáp ứng tốt về việc co giãn theo chiều ngang, và khi quan hệ lớn thì nó sẽ select con que nó hết sức là chậm chạp, hết sức nặng nề. Còn cái dữ liệu mà NoSQL á, hay là dạng một cái MongoDB là một cái dạng cơ sở liệu NoSQL đấy, chấp nhận lỏng lẻo về mặt quan hệ và cấu trúc, chấp nhận lỏng lẻo, tức là cái quan hệ hầu như là không có, chấp nhận không có quan hệ về mặt cấu trúc, về mặt cấu trúc cho phép dữ liệu lưu trữ ít, cho phép gì lưu trữ dữ liệu ít nhấn mạnh tới việc định nghĩa cái mối quan hệ và chuẩn hóa dữ liệu, họ không ít quan tâm tới cái việc mối quan hệ. Mục tiêu chính là giảm độ phức tạp và chi phí tính toán thường xuyên để tạo ra trong cái mối quan hệ. Thế là nếu mà có nhiều bảng mà có quan hệ select hoài rất là phiền phức như thế, thì họ có thể tổ chức trong một cái bảng có nhiều thuộc tính luôn, chấp nhận ít có quan hệ, và cho phép co giãn từ chiều ngang, tức là cái bảng đó sẽ có nhiều thuộc tính, thay vì bạn phải tách nó ra thành nhiều bảng trong những cái mối quan hệ cha con thì tập trung nó gom luôn trong một bảng nhiều thuộc tính luôn. Và khi mà các bạn chấp nhận theo chiều co giãn theo chiều ngang thì sao, đánh đổi đó là không thể hiện đầy đủ được cái mô hình nghiệp vụ, tức là không mô hình quan hệ cha con giữa các đối tượng, không được không có hỗ trợ đủ các cái hàm cơ sở trong các cái cơ sở liệu quan hệ như transaction được cho. Transition này là cái gì ta? Cho này là cái gì ta? Transition á, là một cái gì có gọi là giao dịch. Mà giao dịch thì nó có nhiều tác vụ. Và khi mà một cái transition nó thành công, khi tất cả các tác vụ bên trong đó nó thành công, và khi nó thành công hết thì nó mới đảm bảo được tính toàn vẹn dữ liệu. Ha. Đó là ý transition là nó muốn như thế, là nó đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Còn cho này là select from where, khi hai bảng mà có quan hệ với nhau, select from where thì nó phải có hai cái khóa đó bằng nhau. Cái này giống như là so sánh thằng cho là so sánh những thuộc tính quan hệ khi mà select này, còn không không cơ sở liệu nó treo này thì không có quan hệ, nó chấp nhận rồi nhiều thuộc tính trong một bảng luôn, cho phép co giãn thì chịu ngang luôn. Các dữ liệu được chuẩn hóa khi
chuyển thành NoSQL sẽ trở nên không chuẩn hóa, cái trở nên không chuẩn hóa, tức là kích thước dữ liệu, tức là tăng kích thước dữ liệu. Tuy nhiên nó sẽ giảm độ phức tạp của dữ liệu, nó không có select from where nữa, không vô trong luôn. Các nhà cung cấp đám mây hỗ trợ lưu trữ NoSQL với khả năng sẵn dùng và mở rộng cao trong môi trường nhiều mã chủ. Hiện nay họ đang hỗ trợ cả chúng ta cả hai cái ngôn ngữ luôn, đó là ngôn ngữ database MySQL và NoSQL luôn. Và tôi đã vừa giới thiệu chúng ta qua các bốn cái hình thức lưu trữ database dữ liệu trên cloud hỗ trợ ha, là hỗ trợ chúng ta đấy. Bây giờ chúng ta ra chơi một chút đi. Trước khi ra chơi thì tôi quay lại cái máy máy mà tôi đã yêu cầu chị cài đặt xem nó coi nó tới đâu rồi ha. Tới đâu rồi. Tôi share lại màn hình cái. Có anh nào nhắn trên group cái gì đó nói tôi đọc không kỹ á. Share lại ngay coi cái máy ảo chúng ta tới nó được cài tới đâu rồi đó. Đây. Rất là mừng là nó đã hoàn thành. Sorry. Đâu rồi đây. Share. Đấy, sau khi mà nãy chúng ta làm tới bước các chị thấy màn hình chưa? Sau khi mà chúng ta đã ra lệnh cho nó cài đặt rồi thì bây giờ chạy một chút, chúng ta trong lúc chúng ta học lý thuyết thì nó đã hoàn thành, nó đã hoàn thành. Bây giờ ta đi ta lại rồi, chúng ta sẽ chút xíu nữa nó sẽ chạy và nó bước giờ là xong. Rồi bây giờ thì ta cứ đợi đi. Thì hồi nãy em gọi mà không trả lời. Ok, chào giờ ta ra chơi chút xíu đi. Bây giờ là chúng ta tới ta là 50 rồi, chúng ta tới ra chơi 15 phút đi, giải lao 15 phút đi, hãy quay lại ha, khoảng 8 giờ 5 gì đó người ta quay lại một tiếp chút nữa ha. Bây giờ nó cứ để màn hình vậy đi cho nó cho nó chạy cho thấy mấy window đấy, tôi cài xong rồi đấy. Rồi thì cái này nó đang vẫn tiếp tục về nguồn số gói, chúng ta đang enter rất enter bây giờ đấy, giờ đấy, giờ đấy. Anh chị có học cái môn nào liên quan tới Ubuntu trước đây chưa? Mới còn mở nè. Chúng ta có đánh mấy cái command line đồ không? Các làm các cái bài, ví dụ như bài thực hành số 2 vừa rồi cũng đánh ở trên Ubuntu nhiều á. Thì ta có làm thấy có ổn không? Còn ổn ha. Vậy thì cái chúng ta làm rảnh rỗi á thì chúng ta cài cái Ubuntu này đây để buổi xa 2 buổi nữa, ta học lý thuyết thêm 1 buổi nữa thì chúng ta lại quay lại có cái bài thực hành BAS này đó. Thì nó lại làm trên môi trường Ubuntu không à? Cho nên là cho nên là để thuận tiện người ta làm bài tham bài tập cái tiếp thì nó cài vô cái đã đấy, vô rồi đấy, coi rồi thì vô tôi làm một vài thao tác cho tôi coi. Bây giờ vậy thì chúng ta trong vị trí này nè, chúng ta vô đây chúng ta sẽ lấy cái tấm này nó ra đây. Tôi lấy cái tấm này ra nha, tấm này lấy ra đây rồi. Thì cái này chúng ta sẽ sử dụng cái rig, chúng ta có hình rig ngay từ đầu rồi thì IBA thì nó IBA coi rig thì nó sẽ nhận IP động mặc nhiên luôn chị. Sao cái này thì chưa có IP ta, tôi thử tôi kiểm tra lại nha. Đây. Wallet cho tôi mạng có dây nè. Nó sẽ còn một cái việc nữa. Chắc là tôi phải ốp cái máy tôi lại cho chúng ta coi, tôi chỉ là cái này cái đây nha, tôi ốp máy lại nha, tôi tắt máy tôi nè, báo ốp nè, báo ốp rồi thì ngay cho tôi quên chọn cái này thì quay lại cái phần máy ảo, tôi xe lại cái xe cái phần máy ảo VirtualBox đây, không phải đâu mà VirtualBox rồi đây xe thấy máy ảo thì chưa không phải nha, phải rồi nha. Đây xe rồi đây mấy anh chị thấy là cái máy cái tôi lại vẫn quay lại cái setting nha, click chuột phải đây là cái máy ảo, tôi click chuột phải tôi chọn setting và cho cái phần network này nè, network chúng ta chú ý là như thế này mới đúng nha, nếu mà chúng ta đi thông qua các mạng có dây á, thì chúng ta để là wireless, nếu là cái máy tôi đang ghi trực tiếp thông qua cái máy thật á, nếu mà thật đi mà có dây thì ta để chỗ này có dây, còn chỗ này là right tech này là không dây này, cái này có dây nè. Nếu đi qua các mạng không dây thì để qua mặt không dây, có dây mà để đây thì có dây, nếu tôi gắn dây thì ta để bên dưới chọn bên dưới. Và có thể là cái wallet thì có khi nó lại star nó lên Thầy nói lại chỗ đó thôi. Cam cam cái quan trọng là bây giờ cái máy ảo chúng ta nó ra mạng á cũng phải đi qua cái cạc mạng của máy thật đúng không,
À, ảo mà làm gì đó rồi đúng không, máy thật. Cho nên là cái chỗ này là gì, nếu chúng ta đang đi internet của cái máy thật bằng wifi wifi á, thì nó chọn là càng mạnh wifi. Còn nếu mà mấy em đang đi mà bằng, mấy em đang làm một cái bằng cái máy có dây, hay là thậm chí quay cái laptop mà chúng ta đi bằng có dây, vậy thì mình phải chọn cái càng mạnh có dây nha. Chỗ này thế là cái máy thật chúng ta đang đi bằng internet bằng cái càng mạnh không dây hay có dây thì chúng ta chọn cho chút. Cái này thì chúng ta sử kiến thức này ta sử dụng trong nhiều cái ngành môn học à, ví dụ việc tạo máy ảo này, cấu hình này nó ta sử dụng trong nhiều việc lắm, ta là lại thôi kìa. Thôi chúng ta đợi nó đi lâu quá, chúng ta qua học bài mới luôn đi, học luôn đi còn chút xíu nữa. Rồi chúng ta nói đây là cái sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây, thì cái hạ tầng mà vật lý á, thì nó sẽ cũng được ảo hóa trên một nền tảng ảo hóa nào đó từ cái thiết bị lưu trữ vật lý, thì nó mới ra được cái bộ lưu trữ ảo hóa để cho các cái nền tảng ảo hóa sử dụng. À, như vậy thì thật ra giống như ta cài cái máy Vitobook vậy thôi, thật ra chúng ta muốn cài khai báo cái máy ảo mà 2 GB RAM rồi 25 GB ổ cứng, thì nó thật ra ở đâu nó cũng lấy từ máy thật cái đâu chứ đâu mà có. Chúng ta không thể nào cái máy thật chúng ta có 20 GB mà chúng ta khai báo máy ảo xài 40 GB mà ổ cứng được, không có chuyện đó. Thật ra cái nguồn lực ảo hóa mà chúng ta nhìn thấy mà ta cấp phát được đó là do một cái nền tảng vật lý đã cung cấp trước đó rồi, thì cái anh này mới ảo hóa, thì cái nền tảng ảo hóa nó mới tạo ra được cái ổ địa ảo và nguồn lực ổ cứng ạ, nguồn lực ảo hóa cho chúng ta sử dụng về laptop ha. Cho nên là thực ra bên ngoài việc ảo hóa này thì nó cũng có một cái vật lý hùng hậu, cái nền tảng nguồn lực vật lý hùng hậu để cung cấp để xây dựng cái data center rồi, và dùng cái công ngữ cái công nghệ NAS rồi đó để tạo ra cái nơi lưu trữ để cho chúng ta ảo hóa và sử dụng nha. Và để mà máy chủ và thiết bị lưu trữ đám mây thì cái anh này mà một nè, thì anh ta sẽ lắp vào cơ sở quản trị nè, rồi yêu cầu bộ ảo hóa mới tạo ra một cái thiết bị lưu trữ là dạng ổ cứng này đó, tùy dạng lốc hay gì đó, tùy tùy theo công nghệ. Rồi cái máy ảo được tạo ra thì có cái thiết bị ổ cứng gắn vào anh ta sử dụng. Đây là máy mà hai điều hành có gắn với cái thiết bị lưu trữ, có ổ cứng, có hai disk mây đó, tùy theo công nghệ. Chúng ta nói một chút về cái bộ theo dõi đám mây. Và những cái like này trong cái chương này cũng có nhiều cái câu hỏi trắc nghiệm đó nè, ta đọc cho kỹ nha. Bộ theo dõi sử dụng đám mây thì có cái được cái bộ này có theo dõi được á, thì sau này nó mới tính được cái ban xài bao nhiêu, rồi từ đó mới là cái cơ sở để ta tính phí. Cơ chế của bộ theo dõi sử dụng đám mây á là LAO nè, Usage Monitor, là một cái phần mềm nhẹ độc lập chịu trách nhiệm là thu thập và xử lý cái dữ liệu mà bạn chúng ta đã sử dụng tại nguyên công nghệ tin, để từ đó làm cái cơ sở ta tính phí. Tùy thuộc vào các thước đo metric, mức độ sử dụng được chọn, và cách thức để thu thập dữ liệu, và cái bộ sử dụng đám mây này á có thể tồn tại với nhiều hình thức. Mỗi loại có thể được thiết kế để chuyển tiếp dữ liệu sử dụng tài nguyên thu thập được vào một cái cơ sở dữ liệu gọi là nhật ký, log, database. Nó được thiết kế để thu thập thông tin rồi chuyển cái việc sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin đó vào cái database, gọi là nhật ký sử dụng, được dùng để xử lý và báo cáo về sau coi chúng ta xài bao nhiêu để ta tính phí. Như vậy là chú ý chúng ta có ba bộ theo dõi ha, nhớ nha, đây là ba bộ theo dõi. Bộ theo dõi, tác nhân theo dõi, tác nhân theo dõi đó là monitor, agent, agent monitor, tác nhân tài nguyên, agent resource, agent không à, toàn là agent, anh nào là agent monitor, agent resource, agent polling, tác nhân truy vấn, quên, truy vấn. Như vậy thì tác nhân theo dõi, tác nhân theo dõi monitor agent đó là chúng ta thấy vị trí của khách hàng nè, truy cập vào cái lớp bảo vệ firewall của Project. Đây là cái mô hình lẫn lý mà người ta bao quanh khối tài nguyên công nghệ thông tin được cấp phát chúng ta nè, gọi là cái mô gọi là cái vòng tròn lẫn lý, đường biên lẫn lý để bảo vệ, có database, có lớp sụt. Vậy thì cái bộ giám sát nè, từ cái việc truy cập người dùng vào cái dịch vụ á, thì cái monitor này nằm trên con đường đi luôn, còn trên con đường đi lên, cho nên tất cả những cái thao tác gì truy vấn gì chúng ta gọi dịch vụ á thì đều qua cái bộ monitor trên này nó biết hết, và nó sẽ trích một phần thông tin để lưu vào cái database những cái gì chúng nó thu thập được. Đây là cơ sở để tính phí. Như vậy đây là một cái phần mềm trung gian hoạt động dựa trên các sự kiện, trên sự kiện tồn tại với cái hình thức là tác nhân của dịch vụ, service agent, tồn tại dọc theo cái đường giao tiếp.
tồn tại được dữ liệu giao tiếp để theo dõi và phân tích, để theo dõi và phân tích dòng dữ liệu cách xuyên suốt, những cái gì mà đi qua, đi lại, trong quá trình giao tiếp giữa khách hàng và dịch vụ đó mày á, thì anh này anh đều biết hết và anh sẽ trích thông tin lưu vào database để các sự kiện đó để sau này làm cơ sở để lưu vết mà tính phí. Đó là bộ theo dõi thứ nhất. Bộ theo dõi thứ hai đó là tác nhân tài nguyên, tác nhân tài nguyên resource agent, tác nhân tài nguyên á, chúng ta thấy cái nó là một cái module, đây là cái máy ảo rồi cái module và cái resource agent là bộ theo dõi tài nguyên nằm đây, resource agent tài nguyên nằm đây và nó lại có cái database như sao. Như vậy thì theo cái mô hình này thì resource agent á, là một cái module thu thập dữ liệu sử dụng bằng cách tương tác, dụng từ là tương tác nha, tương tác dựa trên các sự kiện của các cái tài nguyên, dựa trên phần mềm tương ứng. Nó cũng được dùng để theo dõi thước đo sử dụng các sự kiện có thể đã được định nghĩa trước đó, tức là nó theo dõi những cái sự kiện không phải là tất cả, thì nhiều khi tất cả các sự kiện thì nó rất nhiều, cho nên là nó được dùng để theo dõi các thước đo sử dụng dựa trên các sự kiện có thể đã được định nghĩa trước đó. Những sự kiện nào đã được định nghĩa mà cần tính phí thì nó sẽ được khai báo trước ở mức phần mềm tài nguyên. Như những sự kiện như là bạn khởi tạo máy ảo, bạn xóa máy ảo, bạn tạm dừng khởi động lại, co giãn tài nguyên gì đó, hay là bạn tăng mức độ dịch vụ đó, thì những cái sự kiện đó là những sự kiện mà có thể quy ra thành tiêu chí tính phí thì nó mới đưa vào lớp co. Những sự kiện khác nhưng thứ khác không quan trọng, có thể không cần phải đưa vào, cho nên đây là chỉ cài đặt trên một nhóm sự kiện để mà ghi nhận được thôi, không phải là tất cả. Còn anh hồi nãy là anh dọc trên đường biên là anh ta thấy hết, dọc trên đường biên là hết. Này còn một cái sự kiện nữa, một cái loại giám sát nữa, đó là tác nhân tri vấn, pooling agent. Một tác nhân tri vấn, pooling agent là một cái module xử lý mà nó thu thập dữ liệu, mà nó thu thập dữ liệu bằng cách là hỏi tri vấn, bằng cách là hỏi, anh này là hỏi tri vấn cái tài nguyên công nghệ thông tin, tri vấn vô các bạn xài sao, còn sống hay chết thì nó hỏi luôn. Thường được dùng để theo dõi định kỳ trạng thái của các tài nguyên công nghệ thông tin như là còn hoạt động hay đã giải phóng, hỏi quét bully định kỳ, nó quét anh này còn sống hay đã chết, rồi nó ghi nhận, nó lưu vào đó. Như vậy đây là ba cái hình thức mà dùng để giám sát, dùng để gọi là giám sát cái hoạt động của tài nguyên công nghệ thông tin, rồi ghi nhận vào cái database để làm cơ sở để sau này nó tính phí đấy. Một cái cụm từ nữa đó là nhân bản. Nhân bản, nhân bản chúng ta có Visual Server Application là máy ảo này, Cloud Storage, Cloud Storage Device là bộ lưu trữ, bộ lưu trữ trên to, trên cloud. Còn cái này là physical server vật lý, server vật lý. Còn này là bộ ảo hóa ra những cái tài nguyên. Như vậy thì các bạn thấy mà cái anh này mà cần nhân bản thêm một cái server nữa thì các bạn đây trong đây có cái email, bạn có thể những cái email nào đang chạy tốt các bạn có thể chụp ảnh thành cái email, sau này bạn muốn muốn có server nữa thì các bạn chỉ cần yêu cầu hãy nhân bản cái email đó ra thành cái server mới ảo nữa, thì chúng ta sẽ có một cái cụm cluster 4 server, nếu cần nữa thì chúng ta thành có cái cụm cluster 5 server để tăng cái năng lực phục vụ hệ thống lên, để tăng cái khả năng sẵn dùng lên đó. Như vậy thì cái việc này gọi là nhân bản và deploy cái server rất là nhanh. Nhiều định nghĩa, được định nghĩa như là việc tạo ra nhiều cái thể hiện trong cùng một tài nguyên, được thực hiện khi khả năng sẵn dùng và hiệu năng của tài nguyên cần được cải thiện. Nào, ví dụ như một cái server mà chúng ta thấy nó sắp đai hay là nó năng lực phục vụ nó thấp thì chúng ta có thể muốn có thêm cái server nữa thì ta yêu cầu là deploy. Đương nhiên thì cái nguồn lực ảo hóa nó vẫn còn nha, nguồn lực mà trên đám mây thì cái chuyện đó là hoàn toàn là vô tư, bởi vì nó có nhiều cái đám mây, nhiều data center vật lý phía sau hỗ trợ, nguồn lực của đám mây là vô tư. Đối với người dùng là luôn là cảm thấy là vô tư. Bởi vì đây là dịch vụ người ta cho thuê mà. Kỹ thuật ảo hóa được dùng để cài đặt cơ chế nhân bản, để nhân bản các tài nguyên công nghệ thông tin dựa trên đám mây. Như vậy thì cái việc mà nhân bản nhanh chóng này đó là nhờ cái kỹ thuật ảo hóa. Ảo hóa, ảo hóa thì cái kỹ thuật này nắp sọt rồi lon rồi đó, đã lưu vào đây thành một cái file và chúng ta có thể dùng đó để triển khai cái máy ảo rất dễ dàng. Đó là cái kỹ thuật nhân bản cũng là một cái ưu điểm trên đám mây. Ưu điểm thì cũng có đấy, nhưng mà khuyết điểm thì cái đáng lo ngại trên đám mây cũng không ít đâu anh chị ạ. Cho nên là sử dụng hay không đó thì vẫn là do doanh nghiệp, do người mà tư vấn kỹ thuật phải nghiên cứu cho kỹ.
môi trường sẵn dùng á, chúng ta nói môi trường sẵn dùng nè, cái này là cái môi trường để phát triển ứng dụng á, và sau này nó chính là cái BAS chúng ta đấy. Môi trường sẵn dụng là một cái thành phần cơ bản của cái mô hình đám mây, cung cấp dịch vụ BAS. Đây là cái môi trường sẵn dùng, đây là BAS đấy, nó phát triển sẵn cái môi trường cho các bạn để từ đó các bạn phát triển lên ứng dụng. Ví dụ như giờ tôi cung cấp sẵn cho các bạn cái môi trường để phát triển ứng dụng điện thoại di động, bây giờ muốn phát triển dụng điện thoại di động thì bạn cần gì? Bạn phải cài hệ điều hành Windows nha, rồi bạn cài cái Android Studio vô, cài Java vô, một số cái mô phỏng đi chẳng hạn để mà phát triển dụng. Thì tôi cài sẵn sẵn các bạn chỉ cần vô, các bạn biết được ứng dụng, bạn đi lo lên bạn chạy luôn mà không cần phải biết gì cả. Hay bạn muốn phát triển ứng dụng là web PHP MySQL thì giống như cái bài số 1 là IAS, muốn phát triển ứng dụng web PHP MySQL thì sao? Bạn phải cài hệ điều hành vô Ubuntu, bạn phải cài PHP vô, bạn phải cài MySQL vô, bạn phải cài Apache vô để deploy web, như vậy thì là web server. Như vậy thì bạn phải cài nhiều thứ như thế, sau đó các bạn mới viết cái trang web. Như vậy thì thay vì các bạn phải làm nhiều thứ vậy thì bây giờ các bạn chỉ cần viết trang web thôi. Tôi cài đặt sẵn cho các bạn hệ điều hành rồi, MySQL, PHP, Apache tôi làm sẵn rồi, bạn chỉ cần viết cái trang web bạn đặt vô là bạn start là chạy luôn. Đó là cái môi trường sẵn dùng. Như vậy thì môi trường sẵn dụng nó là một cái thành phần cơ bản trong cái mô hình BAS. BAS đó là cái nền tảng dựa trên đám mây, bao gồm một tập hợp các tài nguyên công nghệ thông tin đã được cài đặt sẵn, sẵn dùng và điều chỉnh bởi người sử dụng đám mây. Ví dụ như nó đã có sẵn cái phần cơ sở dữ liệu nè, nó có sẵn cái phần middleware để kết nối giữa ngôn ngữ PHP với cơ sở dữ liệu nè, đó là cái middleware đấy. Các công cụ được phát triển và các cái công cụ được quản lý. Môi trường này á, môi trường sẵn dùng này nè, được người tiêu dùng đám mây sử dụng để phát triển và triển khai các phần mềm lên đám mây thì sao? Và nếu đây là cái mô hình BAS thì các bạn thấy nó có sẵn cái database, các middleware, các cái phần mềm trung gian, các công cụ quản lý rồi, và từ đó chúng ta chỉ cần đi thẳng lên cái việc phát triển ứng dụng thôi, không cần phải cài đặt môi trường. Đó là ta nói một chút về cái BAS. Môi trường sử dụng, các phần mềm trung gian á, là middleware nè, thì sẵn sàng cho cái nền tảng đa thuê bao, tức là hỗ trợ cho nhiều người sử dụng, để hỗ trợ cho việc phát triển và triển khai các ứng dụng web. Một số nhà cung cấp đám mây á, một số nhà cung cấp đám mây á, thì cung cấp cái môi trường thực thi này cho các ứng dụng trên đám mây, dựa theo cái hiệu năng. Nếu bạn có nhu cầu, bạn cần hiệu năng thì người ta sẽ hỗ trợ bằng hiệu năng. Nếu các bạn mua cần cái giá chi phí bao nhiêu thì họ sẽ cung cấp cho bạn theo giá. Như vậy là bạn theo cái khả năng về tài chính của bạn tới đâu thì người ta hỗ trợ bạn tới đó. Còn nếu các bạn muốn còn hiệu năng cao thì nhà nhà cung cấp sẵn sàng dịch vụ, bởi vì nguồn lực đối với nhà cung cấp là không thiếu, không thiếu. Đây là một phần nhãn web logic dùng để deploy xuyên qua phân phối, xuyên qua cái môi trường sử dụng. Vậy thì cái này là front end, một cái ứng dụng thì nó có front end, có back end và cái data bay. Low customer develop, low customer end user là người dùng low, và người ta đã có phát triển sẵn ứng dụng này. Đây là low customer, người phát triển ứng dụng. Thì người phát triển ứng dụng thì đầu tiên họ cần phải phát triển gì? Họ cần phải có một cái back end, tức là phần xử lý database, cái phần thiết kế giao diện cho người sử dụng, đó là front end. Rồi hai phần này nó phải có cái tương tác với nhau. Người dùng sử dụng đầu cuối kết nối vào để sử dụng ở cái front end. Hai front end back end này tương tác với nhau, và có cần lưu vào cái sở liệu, truy cập sở liệu thì lưu vào lâu cho. Đó, đây là môi trường phát triển sẵn dùng. Là chúng ta cũng sẽ được thực hành một bài hai buổi, và một buổi thứ ba là cũng thi trên cái môi trường back end này. Và tôi cũng đang lo, bởi vì hiện nay không có cái gì là miễn phí cả. Hôm trước miễn phí nhưng chắc gì vài bữa nữa nó còn miễn phí, cho nên là tới lúc chúng ta thực hành á chưa chắc gì thành công. Bởi vì tôi vừa cho thi vừa xem thực hành vừa thi một lớp cách đây khoảng mới có 3 4 tuần thôi, nhưng mà chắc gì về 3 4 tuần sau này chúng ta lại làm được lại cái bài cũ, cho nên là hy vọng là nó vẫn cho miễn phí cho đến lúc chúng ta hoàn thành khóa học này. Đó là cái môi trường sẵn dùng và cái bài hôm nay thì lý thuyết chỉ tới đây thôi. Chúng ta nói để cơ sở, để làm cơ sở cho một hai buổi sau buổi học thêm thiết buổi nữa, và sau đó chúng ta mới tiến vô phần thực hành cái BAS này, tức là sử dụng cái môi trường sẵn dùng này để phát triển, đi đi lôi một cái web lại luôn, không cần phải cài đặt web Apache hay là PHP mà kiểu gì nữa, mà chúng ta trực tiếp thảy cái code mình lên sử dụng luôn. Đó là một số cái cơ chế về hạ tầng và tôi muốn giới thiệu với anh chị trong cái nội dung nghiên cứu hôm nay.
Bây giờ tôi quay lại cái máy ảo chút xíu này, coi tới đây nè, tới đây là tôi coi coi nó có bị lỗi gì không nha. Sau khi mà chúng ta cài xong thì sharing đây, share với máy ảo, thì sau khi cài xong á, chúng ta có người dùng student, password là student, cho nên là nhớ tài khoản của mình để sau khi mà mình xong mình đăng nhập rồi. Rồi nó có IP này, chị tôi muốn là này có IP này. Nếu nó không có IP ta không vô mạng được đâu. Và bây giờ chúng ta là có cái mạng là Rick, thì anh chị có cài xong có cái Ubuntu desktop này thì mình mới mấy buổi sau mình mới làm bài tập được. Pin này, giờ tôi pin tới 888 trước này. Pin nha. Đấy, lên vậy là pin tới tầng 3 rồi đấy. Rồi. Giờ tôi pin tới Google World Wide Web. .google.com. Rồi. Rồi. Đối với Ubuntu trước khi bắt đầu vào cài đặt hay sử dụng thì chúng ta nên đánh sudo apt apt sudo apt update để nó sẽ cập nhật chỉ một gói với hệ điều hành tương ứng với hệ điều hành để trước khi bước vào cài đặt cái gì. Vậy là nó đã cập nhật thành công rồi đó, sẵn sàng cho chúng ta đi vào cài đặt rồi. Nhưng mà cái cài đặt này mấy anh chị thấy là cái gì? Thấy cái này nè, cái gọi là cái storage của trang web này nó đang là để Việt Nam, mà các gói tin của Việt Nam là chúng ta mỗi lần chúng ta cài đặt thì nó sẽ lên cái kho của Việt Nam nó cài, mà khi lên cái kho của Việt Nam cài thì nó chậm và thường hay bị lỗi nha, cho nên tôi sẽ chuyển nó qua cái kho của Mỹ. Kho của Mỹ thì ít bị lỗi hơn, em vô đánh là software update, đánh update, đánh cái chữ update software update, không biết ai còn nhìn mà không ai còn theo dõi tôi hay không, Dạ con. thì tôi đang làm cái thao tác là tôi để chuyển nó sang cái kho của Mỹ để sau này cài đặt cái gì đó nó dễ, tôi coi được chuyển được không. Chúng ta bài này ta còn gì thắc mắc không chị? Có gì cần hỏi không? Hay là trong quá trình làm cái bài tập số 2 nó có cần tôi hỗ trợ gì không? Setting. Tức là cái bài tập mà tôi hướng dẫn hôm trước á. Nhớ là cái sụt web tôi đã đưa lên rồi nha. Bây giờ trong cái phần cái cửa sổ này á. Thì để tôi coi cái chỗ nào này. Up về. Đây nè. Chỗ software. Ubuntu software nè. Thay vì nó để server của Việt Nam mình để chọn xuống mình để là server của United States. Đấy. Rồi nó hỏi mật khẩu thì tôi nhập mật khẩu lúc cài đặt vô. Thầy làm lại cái chỗ đó một cái thầy. Rồi vô setting nè. Check. Check your ask guest. Rồi các em sổ xuống trong cái software Ubuntu software nè, các em sổ xuống chọn cái server của Mỹ nha. Đấy, ok. Nó hỏi mật khẩu thì đánh student vô. Hồi nãy tại vì tôi mật khẩu của tôi là student, tôi đánh student. Rồi, nó sẽ để mật khẩu của Mỹ. Rồi, chúng ta revert. Exchange kỳ vậy. Còn lại của Mỹ. Ok. Nó có nhấn ok, xin lỗi bên này là low chứ đừng có cái gì bật ngang low, còn lúc này đi lại. Reload để nó tải lại. Rồi, vậy thôi. Bữa nay như thế đó. Rồi chứ, sau khi mà chúng ta cài xong chúng ta sẽ cái kho của Việt Nam á, nó hỗ trợ đường truyền á chậm lắm. Băng thông á, nó hay chậm và các gói down thường hay bị lỗi. Để tôi lớp xong cái này rồi thì chúng ta đánh sudo apt update là ok, là sau đó có thể sử dụng được. Bây giờ tôi điểm danh nha.